Thì bữa nay mình sẽ làm lại một lần nữa cái video về cách sử dụng cái auto click ha, sử dụng cái phần mềm như bữa trước mình đã giới thiệu, đó là cái Minismal Macro. Macro tức là chúng ta sẽ cho nó học, nó ghi lại những cái bước mà chúng ta nhấn click đó, để sau đó nó tự động nó auto cho mình ha. Thì hai cái video lần trước nè thì mình nói cũng nó có hai cái ví dụ là về điêu trát với lại quay số các thứ rồi đó. Thì tuy nhiên thì có một số bạn vẫn chưa có hiểu lắm, thì bữa nay mình sẽ làm cố gắng làm lại một lần nữa. Thì cái liên tải auto này thì có thể xem trong cái phần mô tả này đó. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ cho mọi người hai cái ví dụ cơ bản nhất nha. Là ví dụ đầu tiên là cách dùng vật phẩm. Mình giả sử như bây giờ mình đang có một 78 cái viên chân nguyên này, thì mình muốn nút, mình nút bằng tay là nhấn chuột phải vô đúng không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ muốn là dùng auto để nhấn giùm. Thì trước tiên là chúng ta cần phải biết cái phím tắt của cái auto cho nó dễ. Phím tắt nha. Ok. Thì thứ nhất là học này. Phím học là gì? Hay gọi là record đi. Ghi ghi lại. Record là Ctrl F8 này. Ctrl F8 dừng record là Ctrl F10 stop, Ctrl F10 rồi ok. Rồi ok ha. Rồi bây giờ mình để cố định cửa sổ nha. Anh em chú ý là khi dùng auto click phải cố định cửa sổ, một là phóng to hay là thu nhỏ. Nhưng mà lúc mà nó đang chạy auto thì phải để im cửa sổ đó luôn. Đó. Thì giờ mình để nhỏ cho nó dễ dễ quay video đi. Rồi bây giờ nhấn Ctrl F8 này, đây là chỗ này nhìn cho nó dễ này. Ctrl 8 nha. Rồi bấm chuột phải vô cái này. Rồi bấm Ctrl F10 cho nó dừng rồi. Đó là nó học xong. Là gồm có hai thao tác, là thứ nhất là nhấn chuột phải xuống và thả chuột phải ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn vô vòng lặp nè. Thì ở đây là chúng ta có một là chúng ta nhấn vô đây thì có thể nhập số lần lặp ha. Dụ nhập 100 lần lặp, hoặc số 2 là chúng ta nhấn vô đây để lặp vĩnh viễn luôn. Tuy nhiên lặp vĩnh viễn thì rất là khó chịu. Tại vì nếu mà các bạn không biết cách dùng phím tắt để dừng thì nó cứ chiếm chuột của mọi người, sẽ rất là khó xài. Cho nên là chúng ta cần phải nhớ luôn là phím chạy auto là phím gì. Play là Ctrl F11. Rồi cái F11 rồi dừng auto là cái gì? Stop là Ctrl F6 đúng không? Rồi. Bây giờ mình cho nó lặp 1.000 lần đi. Bây giờ nhấn Ctrl F11 để chạy này. Đó. Nó đang chạy á. Nó đang nuốt ở trên màn hình, mọi người thấy à, hiện tại là nó nuốt được là 900 còn 988 lần. Rồi chờ xíu để cho nó hết, cho nó tròn cái ví dụ này luôn đi. Nó cố lên, như vậy là nuốt khoảng tí nữa đi, mình sẽ chỉ cho một số cái tinh chỉnh nữa, tức là mình tăng cái thời gian delay, tại vì không hẳn là auto nhắn nhanh quá cũng chưa thật là tốt đâu, tại vì cái thao tác trong game thường nó cũng bắt là phải delay khoảng 1 giây á, nhắn nhanh quá nó cũng không có chịu đâu. Như hiện tại ở đồng nhắn, nếu mà mặc định nó là nó nhắn 1/10 của giây á, 100 ms á, và nó nhấn một click thì rất là nhanh rồi. Mà nhiều khi thì chúng ta không cần phải nhanh như vậy, khoảng nửa giây hoặc là 1 giây là được. Rồi, thấy. Thì bây giờ auto nó vẫn còn chạy nha, tại vì do nãy mình chọn là lặp thứ 1.000 lần lần. Thấy không? Mọi người đưa chuột ra đó là chiếm chuột lại, nó đưa chuột ra đó.
Thì bây giờ mình nhấn phím tắt là Ctrl F6 cho nó dùng lại đi. Đó là nó dùng lại luôn nè. Ok ha. Cho nên là nhớ phím tắt cho nó dễ. À. Hình như nó còn chạy phải không? Bắt đầu thấy chạy rồi mà. Ok. Rồi ok, thì đó là với cách dùng vật phẩm là chân nguyên. Giờ mình xóa luôn đi. Giờ ví dụ khác đây là ví dụ như là bây giờ mình làm cái tần huyết thần tiết đi, liên dung thần tiết nha. Đây là cái này là chúng ta sẽ nhấn 20 lần cái tăng mẫn thần phù này đó. Thì bây giờ mình ví dụ giờ mình đổi vị trí đi để nó vô đây đi cũng được luôn ha, cái thần mẫn thần phù này rồi xuống ngựa đúng không? Đó, bình thường mới nhấn nha, nhấn 20 lần đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhấn vào phím tắt này, Ctrl 8 để bắt đầu cho nó học này. Nhấn chuột phải. Rồi nhấn Ctrl F10 đi. Rồi. Bây giờ nhấn play. À, 900 mấy lần cũng được rồi, ok, hơn nhiều lần cái này. 100 rồi. Rồi, ok. Giờ nhấn Ctrl F11. Nhấn giùm mình hả? Đó, nó nhấn nhanh quá, nó chưa đủ thời gian phục hồi luôn nữa đâu. Rồi xong rồi đó, nó không nó không sợ nữa đi, còn đôi sáng nó dừng lại đi. Rồi ok anh, mọi người nhớ thêm tắt nha. Đó là được cái liên dung rồi này. Rồi thì ví dụ này là ví dụ dùng vật phẩm thì nó hơi là đơn giản nhưng mà nó cũng thể hiện được cái auto rồi đó. Thì giờ đổi một cái ví dụ phức tạp hơn nha, là ghép ngập đi. Đây bây giờ hiện tại mình đang có là 105 viên thể lực cấp 1. Bây giờ sẽ ghép lên cấp 2 ha. Để coi thử có hợp thành phụ không. Lâu ngày quá không ghép. Có 17 cái này, à, lấy ra ví dụ cũng được luôn. À đây, ở cái túi này luôn em. Để coi thử vứt bớt cái này cho nó gọn đi. Chả cần. Rồi thì tương tự thì cái gì là bàn tay được thì chúng ta sẽ làm bằng auto click được ha. Giờ mình sẽ thứ nhất là mình sẽ xác định có bao nhiêu bước trong cái việc hợp thành này, và sẽ là auto click ngọc ha. Thì mình ngồi mình liệt kê ra có bao nhiêu bước ha cho nó dễ nhớ. Một bước là chuyển vào tấm nguyên liệu này, bước số 2 là mở ngọc vô này, mở viên ngọc vô này, bước số 3 là chuyển vào tấm đầu cụ ha, bước số 4 là bỏ vô hợp thành phụ, bước số 5 là nhấn hợp thành, bước số 5 nhấn, bước 6 nhấn đồng ý, 6 là nhấn đồng ý, sau đó nhấn hợp thành lần nữa là bước số 7 nè, hãy nhấn hợp thành lần nữa, sau đó xong xong rồi chúng ta sẽ làm gì, nhấn chuột phải lấy ngọc ra, số 8 rồi bước số 9 là chuyển vào tách nguyên liệu, à bước số 9 và bước số 10 là xếp túi ra, xếp túi đó, có khi nó sẽ ra nhiều viên như thế này á đó, chúng ta xếp lại cho nó gọn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Ctrl F8 trước, Ctrl F8 nhấn nguyên liệu 2 lần, nhấn vô hồng võ thạch cấp 1 2 lần, nhấn đạo cụ 2 lần, nhấn hợp thành phụ 2 lần, nhấn hợp thành 2 lần, đồng ý 2 lần, hợp thành 2 lần, rồi dư một bước xíu, nhấn Ctrl, nhấn chuột phải bỏ ra, nhấn nguyên liệu 2 lần, nhấn bước xếp 2 lần, nhấn Ctrl F10 để stop. Nãy bị dư một bước chỗ hợp thành nó nhấn hơi nhiều nhưng mà kệ. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ha, còn có 5 viên để tiến hợp viên số viên cấp 2 đây luôn. Rồi bây giờ nhấn cho nó lặp 3 lần thôi.
10 lần cũng được. Nhỏ nhấn Ctrl F11 để cho nó chạy ra. Ctrl F6 để stop nha. Ctrl F11. Rồi thấy. Rồi nhấn Ctrl 6 này đó, thấy không? Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua viên ngọc cấp 2. Giờ để hợp thì nó ra cái gì? Nó ra như thế nào mình xếp lại. Tại nếu có cái vị trí nó không có đổi thì chúng ta có thể tận dụng lại cái hồi nãy. Rồi nó đổi viên ngọc mất rồi. Vậy làm lại nè, nó đổi cái viên này qua ra mất. Cho nên thường nay dọn cái túi sạch sẽ làm dễ hơn. Cái này nhiều đồ quá. Vậy làm lại nha. Này, đọc cái thần chú này nè. Muốn mệt luôn á. Ctrl F8. Nguyên liệu 2 lần. Hồng bảo thạch cấp 2, 2 lần. Đậu cụ 2 lần. Hợp thành phù 2 lần. Hợp thành 2 lần. Đồng ý. Hợp thành. Lấy ra 2 lần. Nguyên liệu 2 lần. Xếp 2 lần. Nhấn Ctrl 10 để stop. Đó. Rồi bây giờ cho nó lặp 10 lần. Lại 10 lần cái ô tô này. Nhấn Ctrl F11. Bắt đầu. Ngon đó. Rồi xong luôn. Thấy rồi. Nhấn Ctrl F6 để stop nha. Đó, ít ngọc quá. Rồi ok mọi người. Nhớ ha, mọi người nhớ dùng phím tắt nha, chứ không là nó không dừng được auto là nó khó chịu lắm á. Tắt máy luôn á. Rồi bye anh em nha. Thì như vậy là mình đưa ra hai cái ví dụ đơn giản là dùng vật phẩm bằng một cái click thôi. Còn cái ghép ngọc này nó nhiều thao tác hơn, như cái này thứ 18 click này, gần 20 cái click. Bây giờ quay số thì sao? Ví dụ như quay số chúng ta phân tích đi. Quay số nha. Nhìn ra bước gì? Thì bước số 1 là nhấn nút thăm nè. À, nhấn nút thăm cho nên đợi nó quay xong khoảng 3-4 giây đó. Nhấn nút nhận thưởng nè. Rồi bước số 3 là gì? Chuyển qua tab đậu cụ nè. Bốn là gì? Xếp nè. Rồi năm là gì? Chuyển qua tab nguyên liệu. Và sáu là gì? Xếp. Vậy là xong. Auto quay số thì nó không bị cái chỗ là mấy cái chỗ lùm tùm này, tùm lum này. Đó. Rồi thì hy vọng anh em có thể tham khảo, ví dụ như là auto điều trác nè, tính tương tự, vân vân. Rồi ba anh em nha. Ở phần cuối thì mình có một điều muốn nhắn với mọi người là cái tốc độ chạy auto, nếu mọi người thấy nó chạy hơi chậm là do chúng ta nhấn chuột, cái là ghi hình cái thao tác nhấn nó hơi chậm, chúng ta làm không có nhanh tay á. Cho nên là mọi người có thể là vô chỗ này chọn tốc độ này, mà mọi người chọn chỗ này nhập vô tốc độ, ví dụ như tăng nó nhanh thêm, tăng thêm tốc độ hiện tại nhanh thêm 5 lần ví dụ như vậy đó, thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Nếu mà thấy không ổn thì có thể reset lại ha. Đó thì bình thường như vừa rồi mình sẽ nhân thêm 5 lần nữa đó cho nó chạy nhanh hơn ha. Rồi cái bài mọi người nha.